Chào anh em nhá. Thì kênh cộng đồng RC hôm nay quay cho anh em lại xem cái lên khung sườn xe cộng đồng anh em. Xe này dài 26 thôi nhưng mà làm V10 ốp đôi anh em ạ. Đây, khách U10 ốp đôi. Khách này chịu chơi ghê lắm. Khách này ở Buôn Chung anh em nhá. Là 3 chiếc lên cùng lúc. Xe kia là 28. Đó. Là V10 ốp đôi anh em ạ. Nói chung là chơi khá là VIP luôn anh em. Đây cái khung sườn thứ hai đây anh em. Này xe thứ nhất 26. Xe này 3 chiếc là một nhà anh em nhá. À 4 chiếc. Một chiếc Ben. AC anh em nhá. Đó. Thì cái xe này về sau này cũng V10 này. Còn sườn trong này là U10 ốp đôi. Đó, làm khá là chất luôn anh em. Thường thường anh em mình hay làm ở đây ấy, là thì làm cái này V10 là được, V10 là được rồi này. Đó. Nhưng mà anh em chơi hẳn luôn U10 ốp đôi. Đó, đẹp lên đẹp luôn anh em. Xoay cầu đấy thắng hơi ok đầy đủ. Còn sườn đây thì vẫn đang lên bình thường anh em nhé. Xe này thì xong rồi. Đang sơn mà mưa. Nên là không sơn anh em ạ. Sơn mưa nó bẩn. Thì bên em làm thì các bác cũng biết rồi đó. Trong hàn là phải hàn hết anh em nhé. Hàn kéo hết anh em ạ. Đó. Hàn đó. Phần nào ra phần nấy anh em nhé. Xe này thì Ben. Còn đấy Ben nó hơi lucky. Nhạy coi 3 Pro nhưng mà chưa có test được anh em nhá, nói chung là không test được trong làng. Ổn lắm. Đó. Này hơi buổi tối rồi mình quay. Chúng có thời gian. Xe khá nhiều anh em nhá. Còn xe mới thì bên em nói chung là quá tải. Hiện tại tiết lộ với mọi người là xe khách đặt là tầm 25 chiếc anh em ha. 25 chiếc cầu đấy. Đó. Thì làm khá là nhiều anh em. Bây giờ là V10. Đây là bốn cánh nhà máy Thái cho mọi người. Trong... Thế rạp lằng lăng này cả, rạp lằng lăng này cả. Rạp lằng lăng này cả. Gác thử không? Xem nó có đẹp hay không. Gọi gì? Xe này thì là có rào chở sổ riêng anh em nhá. Xe này có rào chở sổ riêng không? Xe này lọt lòng 1m2. Cánh gà 40. À 42. 42. 35. Cánh gà chắc 35 anh em. Xe này thì ở buôn D. Xe này 4D anh em ạ, nhíp này nhíp zin. Nói chung rồi, bữa nay thì mình lấy nhíp zin. À, nhíp 2 tầng. Xe này chạy chở thì bao xài luôn anh em. Còn đi không chở thì anh em mình xì bánh lại một xíu. Đó, khi nào chở thì hãng bơm lốp căng lên. Tại vì xe này độ nhún nó ít anh em nhé. Nhưng như này thì nó cứng cáp hơn, đỡ phải phá. Không xưa. Nói chung là em làm theo yêu cầu của khách anh em. Xe này là máy che hết, 4 chiếc là sơn như nhau. Bên Buôn Chung đặt. Rồi anh em nhớ thứ hay thì nhớ bấm đăng ký kênh để ủng hộ em. Sau này thì Tết xe này thì ban ngày em mới Tết được. Tết ban ngày. Nói chung là đi ra ngoài Tết, Tết còi các thứ này kia thì anh em sẽ hiểu hơn về cái xe này anh em nhá. Là đồ nó lên như nào rồi làm như nào, máy bao nhiêu. Bây giờ thì em chỉ quay sơ sơ cho anh em xem thôi. Rồi. Cảm ơn anh em đã theo dõi. Bye bye.